các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn chủ đề là 5 bước để chúng ta phát triển sự nghiệp, đặc biệt là cái sự nghiệp kinh doanh. Mình có kinh nghiệm về kinh doanh, mình sẽ nói về kinh doanh. Tuy nhiên, trong tất cả các ngành nghề thì nó cũng lòng vòng trong 5 bước này thôi, nó cũng không có khác biệt gì đâu. Để chúng ta đạt được cái thành quả gì thì chúng ta cần phải biết thứ tự công thức từng bước chúng ta làm. Đặc biệt là chia sẻ vào những cái dịp cuối năm này hoặc là đầu năm này để nó giúp cho các bạn có được cái mục tiêu rất là rõ ràng cho một cái năm mới, để các bạn dễ dàng đạt những thành quả. Nếu mà một năm qua sự nghiệp của chúng ta nó chưa thực sự như ý chúng ta muốn thì cái việc lập kế hoạch cho năm mới nó giúp cho chúng ta phát triển và đi nhanh, và trong năm mới chúng ta đi vào một cái lề, một cái con đường, một cái hành lang thẳng đứng để chúng ta đi. Và chương trình mới vừa bắt đầu thôi, chúng ta cùng nhau làm quen nha, chào nhau kể cả hai kênh các bạn nha. Chào bạn Hiếu nè, chào bạn Bùi Đình Phúc nè, chào bạn Kim Long, Nguyễn Kim Long nè, chào bạn Thanh Hương cơm quán cơm chay nè, chào bạn Thắng nè, Hoàng Minh Thắng nè, chào bạn Duy Phương ở Bình Dương, chào bạn Ngô Linh, chào bạn Huỳnh Văn Ninh. Chúng ta gặp nhau, chào nhau để chúng ta cùng biết. Chào bạn Nguyễn Thương. Bên kênh YouTube thì mình thấy được bạn Trương Thị Hồng Anh và bạn YouTube Thế Giới. Vâng, chào bạn Quyên, chào bạn Cậy. Vâng, bây giờ mình đi thẳng vào chủ đề luôn. Các bạn nào vào thì các bạn cứ chào nha. Chào. Thứ nhất là để chúng ta làm được bất kỳ việc gì thì chúng ta phải dành thời gian cho nó. Cái điều thứ nhất mình muốn gửi các bạn là dành thời gian cho nó. Có mãi cái câu đây là cái câu mà mình gặp nhiều người hay nói với mình nhất, là đặc biệt là đến những cái lớp học khởi nghiệp cho mình đó, kêu là em rất quan tâm nó nhưng mà em bận quá, em không có thời gian cho nó. Tức là cái câu nói đó nó tự mâu thuẫn, nó tự triệt tiêu lẫn nhau. Nói với bên này là nói là quan tâm nhưng mà vế bên này thì lại nói là bận lắm. Nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là bạn tự triệt tiêu nhau. Giống như là bạn nói tôi rất là muốn giàu nhưng mà tôi làm biếng. Tức là các bạn thấy hai vế nó triệt tiêu nhau. Các bạn biết nguyên lý trong cuộc sống là chúng ta muốn đạt được cái thành quả gì, chúng ta muốn có gì thì chúng ta hãy dành kỳ quỹ thời gian cho nó. Cứ nói rằng là tôi muốn vấn đề đó, tôi muốn ra kinh doanh nhưng mà tôi bận lắm. Tôi muốn đến cái nhanh mà tôi không có thời gian. Tự nhiên các bạn nói cái kiểu như vậy là các bạn tự triệt tiêu nhau. Và nếu hôm nay mà mình phân tích được cái từ khóa này và các bạn nhận ra điều này thì mình gửi các bạn một lời khuyên chân thành là đừng bao giờ suy nghĩ theo cái kiểu mà tự triệt tiêu nhau. Nó là em muốn ra làm kinh doanh lắm nhưng mà em không có tiền. Thế là các bạn tự triệt tiêu nhau rồi. Em muốn ra làm kinh doanh lắm nhưng mà em không có tiền. Các bạn tự triệt tiêu nhau rồi. Cái cách suy nghĩ như vậy nó không giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta hết, mà nó chỉ làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó như thế nào, nó loay hoay, nó như nào, nó khổ cực, và nó như thế nào nó đi lùi thôi, nó không có tạo ra được cái thành quả gì hết. Nó là bạn muốn phát triển sự nghiệp gì thì một cái câu hỏi đầu tiên mình gửi đến các bạn đã dành cái quỹ thời gian cho nó chưa? Nếu các bạn chưa có quỹ thời gian cho nó thì một cái câu nói mạnh mẽ hơn là bạn đã bắt buộc bản thân mình đã dành cái quỹ thời gian cho nó chưa? Chính các bạn phải tự hỏi. Ví dụ như là các bạn muốn xuất bản một cái quyển sách, các bạn muốn ra đời một quyển sách mà các bạn nói là tôi không có thời gian. Mình hay có sách và mình đi có việc, mình đi hội thảo, mình đi hội nghị, hoặc là mình đi một số cái chương trình nào đó, hoặc là mình gặp những cái người, và phần lớn là những người mà họ là chuyên gia, họ rất là giỏi đó, họ rất là giỏi giang, họ rất là thông minh á, thì mình mới lấy sách mình tặng cho họ. Thì khi mà mình tặng cho họ thì nó như thế nào các bạn thấy không? Khi mình tặng cho họ thì họ hay nói một câu này, họ cũng muốn viết sách lắm, họ cũng muốn ra được cái quyển sách lắm, nhưng mà họ nói rằng là họ không có thời gian. Các bạn hình dung chưa? Và những cái người đó thì mình chỉ cười thôi. Mình chỉ cười thôi. Mà nói là khi bạn thực sự muốn và bạn đủ muốn
để ra được quyển sách là lập tức bạn dành thời gian cho nó, bởi vì bạn chưa muốn thôi. Nên là một cái câu hỏi là bạn đã buộc bản thân mình dành thời gian cho điều mình cần chưa? Vậy thì cái thời gian thứ nhất là bạn dành thời gian gì? Thời gian để suy nghĩ về cái việc đó. Có những người họ không có thời gian đó, họ suy nghĩ luôn các bạn ạ. Chào bạn Yên Trần, chào bạn Đức Hội. Nó đâu vậy á? Và bạn nào, các bạn cũng nên chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn nha, để các bạn xem đi xem lại. Bởi vì năm bước làm sự nghiệp này nó rất là quan trọng. Và chắc chắn rằng rất là nhiều người, bạn của bạn, người thân của bạn cũng rất cần hiểu rõ năm cái bước này. Nên các bạn góp phần chia sẻ những điều này đến cho các người bạn của mình. Mình lại đi tiếp. Thứ nhất là chúng ta dành thời gian để suy nghĩ về cái việc đó. Phải suy nghĩ. Suy nghĩ để gì? Suy nghĩ để đưa ra được cái quyết định. Nhưng người họ không có nổi cái thời gian đó họ suy nghĩ luôn. Suy nghĩ về cái việc đó. Ví dụ là suy nghĩ xem chúng ta cứ quyết định chọn cái con đường làm kinh doanh hay không. Cứ quyết định hay không? Tại sao chúng ta phải chọn nó? Tức là phải trả lời những câu hỏi rất là quan trọng đối với cái cuộc đời mình. Đó là thứ nhất là dành thời gian để suy nghĩ. Cái thứ hai là dành thời gian để gì? Dành thời gian khi mà chúng ta đã ra quyết định rồi thì nó lại thêm cái bước thứ hai trong dành thời gian. Đó là dành thời gian để ra cái quyết định. Để dành thời gian là ra quyết định là bước 1. Thì bước thứ hai là dành thời gian để chuẩn bị. Để chuẩn bị, chúng ta cần chuẩn bị về, ví dụ muốn ra kinh doanh thì các bạn cần chuẩn bị gì? Chuẩn bị về kiến thức, chuẩn bị về kỹ năng, chuẩn bị về những cái kinh nghiệm, chuẩn bị về chuyên môn, về những lĩnh vực sản phẩm đó. Tùy theo lĩnh vực mà chúng ta phải nêu lên những bước chuẩn bị. Và chúng ta phải dành thời gian gì? Dành thời gian để thực thi nó, là sẵn tay áo vào để làm. Và dành thời gian gì? Để tổng kết lại, để đúc kết lại, để học hỏi lại. Và chúng ta lại tiếp tục làm tiếp. Các bạn nhận ra đâu? Chúng ta phải có cái quỹ thời gian cho nó chứ. Không có quỹ thời gian mà cứ nói muốn. Cứ nói những cái câu là em muốn cái này lắm nhưng mà em không có cái này. Những cái câu nói mà triệt tiêu nhau thì để làm cái gì các bạn? Không giải quyết vấn đề gì hết. Em muốn đi chơi lắm mà em không có thời gian. Nói như vậy để làm cái gì? Em muốn đi học lắm mà em bận lắm. Những cái câu nói, cái kiểu triệt tiêu nhau vậy thì nó chả giải quyết được cái gì trong cuộc sống này. Nó làm cho bạn mất công nói cái câu đó. Nó làm cho bạn gì? Tốn cái công sức năng lượng cho cái việc đó mà nó không giải quyết được cái gì. Vậy thì ở đây muốn nói là muốn cái gì thì dành quỹ thời gian cho nó. Buộc bản thân mình, bắt bản thân mình phải làm và phải kỷ luật, phải tuân thủ. Các bạn thấy người nào mà họ kỷ luật, họ đạt những cái tầm cao rất là mới, họ phát triển cái sự nghiệp của họ rất là tuyệt vời. Người mà không có kỷ luật thì các bạn thấy cái người nào mà không có kỷ luật á, mình gửi đến các bạn đừng có chơi, đừng có làm ăn sâu với họ. Cái điều đầu tiên là các bạn phải bắt họ làm được cái kỷ luật đã. Bạn họ phải tuân thủ với họ đó, kỷ luật đó. Còn người nào mà thiếu kỷ luật thì các bạn đừng có làm ăn với họ. Bởi vì sao họ sẽ phá vỡ luật chơi và họ sẽ phá vỡ cái luật lúc nào bạn không hay đâu. Đó là vừa rồi mình chia sẻ các bạn. Cái bước thứ nhất là hãy dành thời gian cho nó. Cái thứ hai là bạn phải lên chi tiết rất sâu từng bước một. Người ta gọi là lên chi tiết, làm rõ các bước. Chúng ta cần làm cái gì? Giống như hồi nãy trong cái bước một mình nói có bốn cái phần nhỏ đó là phải ra được quyết định, rồi phải chuẩn bị, rồi phải gì rồi phải thực thi nó, rồi phải tổng kết lại. Tức là chúng ta lên chi tiết từng bước một, tức là chúng ta vạch rõ từng cái công việc một. Ví dụ như bạn muốn ra khởi nghiệp thì chắc chắn là mỗi ngày bạn cần dành quỹ thời gian cho nó, tùy theo mỗi người. Ví dụ nếu mà bạn nào là dân văn phòng mà hàng ngày mà các bạn cần phải đi kiếm tiền 10 tiếng đồng hồ để đi kiếm tiền, đi làm công lương để sống bạn không thể nghỉ ngang được, thì còn 4 tiếng đồng hồ còn lại buổi tối bạn phải dành cái quỹ thời gian đó để dành cho khởi nghiệp. Bạn nhận ra điều này chưa? Hoặc là những bạn mà có đủ tài chính hoặc là có khả năng là dành cả ngày để ra khởi nghiệp luôn. Bởi vì bạn không lo về yếu tố tài chính nữa. Thì các bạn phải nhận ra được rằng là trong 12 tiếng đồng hồ, 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày đó, bạn phải làm chi tiết những công việc gì.
Vậy là bây giờ đang bước thứ hai mà đang nói bạn, tức là chúng ta cần phải có rõ ràng chi tiết từng bước làm việc. Và nếu các bạn không biết rõ ràng chính xác những chi tiết gì thì rất là đơn giản, hãy đi tìm những người có kinh nghiệm, hãy tìm những người họ đã làm được những việc đó, họ sẽ lên cho bạn chi tiết từng bước làm việc gì. Các bạn tới như hàng năm, hàng năm mình hay tổ chức dẫn các đoàn các bạn đi Singapore, thì mình phải lên những bước chi tiết phải làm cái gì. Thứ nhất là tuyển sinh, tiêu chuẩn tuyển sinh là 50 bạn. Vậy thì ai làm những việc đó và thời gian nào tuyển sinh, và trước khi tuyển sinh thì làm gì? Mình phải hợp với các bạn là năm nay chương trình đời sinh, và tính toán ra được cái kinh phí, tính toán ra được kinh phí vé máy bay, nơi ăn nơi ở, vé chương trình học, các bạn chưa? Rồi mình mới viết được một cái bài về gọi là cái thông điệp quảng cáo, viết một cái bài viết về đó. Rồi bắt đầu là tuyển sinh là lượng bao nhiêu người, ai là người làm cái công việc tuyển sinh đó, cái mức giá đóng trước sau là như thế nào, rồi sau đó ai là người mua vé máy bay, ai là người các cái chương trình của mình á, thì mình ai là người đào tạo các bạn từng bước, những cái bạn mà học viên tham gia từng bước một để làm những cái việc gì, để khi mà tham gia đi qua bên xin á, thì tất cả những cái người học viên đó họ sẽ làm thứ tự theo từng bước, họ chuẩn bị passport như thế nào, họ chuẩn bị vé máy bay khứ hồi như thế nào, nơi ăn nơi ở như thế nào, cái kế hoạch 5-6 ngày ở bên đó làm những cụ thể là những việc gì. Các bạn thấy chưa, phải lên chi tiết từng bước một thì người ta mới làm được, còn chúng ta không lên chi tiết làm sao mà người ta làm được. Ra khởi nghiệp cũng vậy, các bạn phải biết chi tiết từng bước các bạn làm là gì, còn nếu mà không biết thì sao thì phải đi hỏi những con người đó, những con người họ đã làm được, họ đã biết rồi. Các bạn nhận ra bước thứ hai chưa? Đó. Và sau khi rõ ràng bước thứ hai rồi thì bước thứ ba, hôm nay mình livestream rất là nhanh bởi vì chút xíu nữa là mình phải lên lớp rồi. Vừa rồi cấp livestream này là mình phải chạy lên lớp. Mình có lớp 2 ngày về lớp trainerist đào tạo và huấn luyện nhân viên. Sẽ huấn luyện cho các bạn về cái kinh nghiệm, ok chưa, để trở thành như thế nào, để trở thành một cái một người chủ khởi nghiệp bài bản và có cái năng lực lãnh đạo, là đào tạo huấn luyện nhân viên, nên mình livestream rất là nhanh. Bước thứ ba là các bạn như thế nào, các bạn phải tập trung chuyên sâu, am hiểu chuyên sâu về cái lĩnh vực của mình làm. Bước thứ ba là phải tập trung chuyên sâu về lĩnh vực của mình làm. Ví dụ như các bạn mà quyết định ra mở một cái doanh nghiệp đào tạo thì các bạn phải hiểu ra được chuyên sâu là nó như thế nào. Chuyên sâu là như thế nào? Ví dụ như là bạn đào tạo về tiếng Anh thì ngoài cái chuyên môn tiếng Anh mà bắt buộc bạn phải có rồi thì bạn phải hiểu đặc thù trong cái lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, về cái quy trình tuyển sinh nó như thế nào, về cái quy trình chia sẻ các cái lớp nó như thế nào, các cái khung đào tạo như thế nào, từng lớp như thế nào, tuyển sinh nó như thế nào, tất cả, tức là chúng ta phải tập trung nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực đó. Hoặc là các bạn chọn lĩnh vực là kinh doanh gì, kinh doanh nước ép trái cây đi, thì các bạn phải tập trung khai thác chuyên sâu vừa hai mảng, vừa cái cách kinh doanh, hiểu được cái kiến thức về kinh doanh, và cái thứ hai là hiểu về kiến thức về nước ép, phải giúp cho chúng ta hiểu chuyên sâu về lĩnh vực đó. Bạn làm một lĩnh vực, làm gì có cái chuyện mà đi làm một cái lĩnh vực đó mà không hiểu chuyên sâu về lĩnh vực đó. Mình thấy hiện tại có rất là nhiều người họ làm những cái việc mà mình thấy nó giống như trò hề vậy. Có nhiều người chứ, mình gặp nhiều bạn, họ nói rằng là hiện tại họ đang đi coach, họ làm coach, họ làm coach một cái lĩnh vực gì đó, thì mình rất là bất ngờ. Thậm chí có những người mà họ chưa bao giờ kinh doanh một cái doanh nghiệp nào hết mà họ cũng là đi coach về kinh doanh. Và mình mới hỏi bạn là bạn đâu có kinh nghiệm, bạn nói là không cần, chỉ cần nói theo đúng quy trình thôi là người ta coach được. Đúng, cái đó gọi là sách vở. Các bạn cảm nhận ra điều nào? Cái đó là sách vở. Còn bạn phải hiểu chuyên sâu
chuyên sâu hai cái, chuyên sâu về code và chuyên sâu về gì? Chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh, về lĩnh vực mà làm đó. À, chứ không có phải là tức là những cái người đó họ vẫn không, họ không cảm nhận ra rằng các bạn mấy một người họ hiểu chuyên sâu về lĩnh vực đó, cái cách của họ, họ xử sự vấn đề nó khác hơn. Còn cái người kia họ có hỏi không, không với họ đâu có biết gì đâu, họ đâu có cảm nhận gì đâu. À, các bạn có nhận ra điều nào mà nên là chúng ta phải chuẩn bị. Phần lớn các bạn ra, các bạn làm được là cái kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó các bạn không biết. Ví dụ các bạn làm ra một lĩnh vực xây dựng thì có những bạn là có thể là có kiến thức chuyên sâu về xây dựng, nhưng mà bạn thiếu kiến thức chuyên sâu về kinh doanh lĩnh vực xây dựng. À, bạn chỉ có kiến thức về xây dựng thôi mà bạn thiếu kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực chuyên sâu về xây dựng. Các bạn thấy kiến thức chuyên sâu nó có hai cái là chuyên sâu về kinh doanh và chuyên sâu về cái chuyên môn. À, để chúng ta chuẩn bị cái đó, chúng ta đào sâu vào nó. Ok, các bạn nhận ra điều này chưa? À, và cái bước thứ tư, bây giờ chúng ta đi cái bước thứ tư. Là trước khi đi bước thứ tư thì mình dành một ít phút để mình quảng cáo ha. À, mình là Nguyễn Thế Duy, mình hiện tại là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training. Mình thành lập nó năm 2009. À, chuyên đào tạo các khóa học về cho các bạn làm chủ doanh nghiệp. À, mình bạn Mai Văn Ánh, lớp thầy ơi lớp Singapore còn tuyển nữa không? Đang tuyển em, đang tuyển nhưng mà chỉ dành cho những bạn ở B-Training nha. Những bạn bên ngoài thì không có được vào đâu ạ. À, không được vào. Các bạn nào của B-Training thì các bạn đã học những lớp chuyên sâu của B-Training thì nó là một cái khóa đào tạo, không phải là đi cho vui. À, cái quyển thứ nhất là cái quyển Vượt Biển Lớn, mình là tác giả quyển sách thứ nhất là Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Các bạn nào mong muốn khởi nghiệp và khát khao nghề, các bạn phải đọc cái quyển sách này. Cái quyển thứ hai của mình là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Trong này mình chia sẻ bạn 101 bài học trong kinh doanh. Cái quyển thứ ba của mình là quyển Bán Hàng Online Ngay, mình chia sẻ bạn 101 cái cách làm online để làm sao chúng ta bán hàng và kinh doanh online hiệu quả. Em đăng ký đi Vũ, tại các bạn đăng ký rất là đông á. Bạn Hán là Vũ ơi, em phải đăng ký liền chứ nói không thì không có được đâu. Các em nó vô danh sách, nó chốt rồi còn mua vé máy bay rồi chỗ ở đủ thứ hết á. Nó không phải như cái lớp học ở Việt Nam được. Cái ở bên kia là nó phải làm thủ tục trước hết rồi. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Và cái quyển thứ tư là quyển Bị Dân Đầu Quay, cái quyển này bằng tiếng Anh. Vậy thì ngay bây giờ nè, các bạn nào nè mà sở hữu ba cái quyển sách này trên khắp mọi miền đất nước thì các bạn sẽ được ép vào các bạn sẽ được ép vào gì ạ? Ép vào một cái group, và trong tuần này mình sẽ chia sẻ, mình sẽ có cái live stream ở trong cái group đó để nói về cái cách làm sao để chúng ta ra khởi nghiệp kinh doanh. Và các bạn trên khắp mọi miền đất nước, các bạn có dịp học ở trong cái group đó. Cái group đó hiện tại hơn 600 người rồi. Cái group của bạn sở hữu ba quyển sách đó, và các bạn có dịp tương tác sâu hơn. Thứ ba tuần này mình sẽ live stream trong cái group đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình lại đi tiếp. Bước thứ tư, sau khi mà bước 1 là dành quỹ thời gian cho nó, bước 2 là làm rõ các bước, bước 3 là gì ạ? Hiểu chuyên sâu về lĩnh vực đó. Và bước thứ 4 là chúng ta phải gì ạ? Phải bắt đầu đi làm marketing. Đi làm marketing, hoặc là người ta nói đó là đi tạo cái danh tiếng cho mình, để nhiều người họ mới biết. Nhiều người họ mới biết chứ. Bạn Phương Thanh Võ, em comment số điện thoại xuống thì các em nó sẽ gửi đến em. Bạn Hán Long Vũ hả? Em cứ inbox vào cái Zalo thì các bạn nó sẽ hướng dẫn với em. Ok, các bạn nhận ra điều này không ạ? Chúng ta bắt đầu làm marketing, nghĩa là chúng ta thông báo cho mọi người biết. Cái từ marketing cũng được, hoặc là tạo danh tiếng cũng được, hoặc là chúng ta lan tỏa cho nhiều người biết. Lan tỏa khắp nơi hết. Cho nhiều người biết rằng là ta như thế nào. Ta làm lĩnh vực đó, tôi ra kinh doanh lĩnh vực đó, tôi làm lĩnh vực đó, lĩnh vực tôi có cái đặc biệt như này, anh hãy mua hàng cho tôi. Lên Facebook thông báo, lập trang web để thông báo, gặp tất cả người thân thông báo, lan tỏa nó ra. Bạn lan tỏa nó ra. Chứ còn cái suốt ngày cứ nói cái từ không có thời gian thì cái những cái từ đó là những cái từ mà nó là tiêu lâm nhất. Mình lan tỏa nó ra, lan tỏa nó rộng ra khắp nơi hết.
người ta gọi là danh tiếng, tạo dựng danh tiếng cho nó. Bạn nào mà chưa có cái kiến thức này, ok, bạn bất việt, chưa có cái kiến thức làm sao để tạo dựng danh tiếng lan tỏa thì các bạn cũng đi gặp chuyên gia và các bạn phải học, cái gì cũng phải học, không có thể ngồi không mà chúng ta được. Và cái bước thứ năm, bước thứ năm là bước gì? Bạn phải tìm hiểu quy trình pháp lý, thủ tục từng bước để chúng ta gây dựng sự nghiệp về lĩnh vực đó. Không nắm được yếu tố pháp lý là không được. Phải hiểu được pháp lý. Có những bạn ra làm nhưng mà không hiểu được. Ví dụ là có những bạn mở một cái cửa hàng nước uống và mở càng ngày càng lớn ra. Bạn Kha Nguyễn Kha Lê, em cho số điện thoại nha. Bạn mở cái gì bạn mở cái cửa hàng nước uống ra và bạn thiếu kiến thức pháp lý là lĩnh vực đó. Thế là bị gì bị quản lý thị trường họ họ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm rồi không có, phòng cháy chữa cháy không có. Ví dụ như là vừa rồi có một bạn, bạn ra bạn mở một cái quán khá lớn nhưng mà bạn không hiểu yếu tố về pháp lý, và thế là bên cái mới xây dựng quán thôi, là bên quản lý đô thị nó vô nó phạt của bạn quá trời tiền rồi, bởi vì bạn bạn không xin phép, rồi bắt đầu nó bị chú ý, rồi bắt đầu là liên tục những gì giấy an toàn, tức là bạn bị vướng những cái mà nó bị gì mà đáng lẽ nó không có. Chúng ta chỉ cần ngồi với những người họ họ hiểu về yếu tố pháp lý về lĩnh vực đó và họ làm. Có một bạn ra mở cái công ty kinh doanh dược phẩm, và vừa rồi bị phạt quá trời quá đó luôn, phạt te tua luôn, bị thu hàng hóa xí một chút nữa là phá sản luôn, trong khi bạn đã làm được 2 năm rồi, doanh thu tốt, mọi thứ tốt rồi, nhưng do gì do bạn không không gì không không hiểu yếu tố pháp lý tiến trình đi đó, và thế là mình vướng rất là nhiều. Vậy chưa, vậy bây giờ các bạn nắm rõ chưa, nắm rõ 5 bước để xây dựng sự nghiệp cho mình chưa? Và mình rất là vui chia sẻ bạn 5 bước này. Các bạn nào sở hữu quyển sách thì các bạn comment xuống nhé. Bạn nào mà đang kinh doanh Tết mà bán hàng không được thì các bạn cũng comment xuống, và nó có cái lớp hướng dẫn cho bạn kinh doanh Tết. Bạn nào mua 3 quyển sách thì thứ ba này các bạn sẽ được học trong cái group lúc 9 giờ tối. Các bạn học trong group bí mật, mình cũng lên live stream như này, mình chia sẻ bạn từng bước để ra kinh doanh nó như thế nào. Và rất là tuyệt vời là trên khắp mọi miền đất nước các bạn học được trong cái group đó. Thì điều kiện để vào group thì các bạn phải sở hữu 3 cái quyển sách của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc bạn ngày thứ bảy rất là tuyệt vời. Bây giờ mình up live stream để mình phải lên mình đứng lớp nữa, mình có cái lớp 2 ngày về đào tạo và huấn luyện nhân viên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc bạn ngày thứ bảy rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau nhé.